bắt Tổng thống Putin khi tới Đức, Nga tuyên bố tất cả tên lửa sẽ bay thẳng đến tòa quốc hội và văn phòng Thủ tướng Đức. Các bạn thân mến, thật khó để tưởng tượng ra viễn cảnh một cường quốc hạt nhân, một quốc gia đã từng hy sinh tất cả để đánh bại Đức Quốc xã, cứu châu Âu và thế giới khỏi thảm họa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai. Giờ đây, nguyên thủ của họ lại bị chính nước Đức ban hành lệnh bắt giữ. Không có gì ngạc nhiên khi người Nga lại phản ứng gay gắt như vậy. Họ tuyên bố rằng bất cứ quốc gia nào có động thái bắt ông Putin sẽ nhận ngay đòn đáp trả tương xứng. Cụ thể, ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, đã lên tiếng cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắt Tổng thống Vladimir Putin theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC sẽ là một lời tuyên chiến đối với Nga. Nhà lãnh đạo này tuyên bố Nga sẽ bắn hỏa tiễn tới trung tâm đầu não của bất cứ nước nào bắt giữ ông Putin. Trong một video đăng trên Telegram, ông Medvedev nói rằng tình huống này chắc chắn không bao giờ xảy ra. Nhưng nếu nó xảy ra, chẳng hạn như nếu Putin đến Đức và bị bắt, thì trong trường hợp đó, tất cả tên lửa của Nga sẽ bay tới tòa quốc hội Bundestag và văn phòng của Thủ tướng Đức. Cách đây vài ngày, ông Medvedev cũng đe dọa tiến hành một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay, Hà Lan, nơi đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin và một phụ tá của ông với cáo buộc bắt ép trẻ em Ukraine sang Nga. Điện Kremlin cho rằng lệnh bắt giữ ông Putin là một quyết định phiến diện và vô nghĩa đối với Nga. Hãy lật lại khoảng thời gian trước đó. Như tất cả đều biết, ngày 17 tháng 3, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc lãng xẹt, đó là di chuyển bất hợp pháp trẻ em Ukraine sang Nga. Trong khi phía Nga đã giải thích rõ, việc di chuyển này là để sơ tán các em khỏi vùng chiến sự và sẽ đưa trở lại ngay khi an ninh được khôi phục. Những tưởng lệnh bắt ông Putin, nguyên thủ quốc gia, một nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hoạt động của ICC, chỉ là một động thái chính trị mạnh nữa chống Nga mang tính biểu tượng và sẽ dừng lại ở đây. Nhưng không ngờ sau đó, bản thân Thủ tướng Đức khi đang thăm Nhật Bản đã lên tiếng ủng hộ quyết định này. Và đặc biệt là mới đây, chính Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann cũng đã nói rõ, lệnh bắt giữ ông Putin sẽ có hiệu lực ở Đức sau khi có yêu cầu từ ICC. Quả là không thể tưởng tượng được khi ICC và lãnh đạo Đức lại có thái độ cực đoan như trên với người đứng đầu nhà nước Nga, một cường quốc hạt nhân. Một quốc gia từng hy sinh tất cả để đánh bại Đức Quốc xã, cứu châu Âu và thế giới khỏi họa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ít nhất là có hai lý do để thấy nếu không điên rồ đến mất trí thì cả ICC và những chính khách cực đoan chống Nga, nhất là phương Tây, cũng không thể làm điều trên. Thứ nhất, về đạo lý, ICC đã phớt lờ tất cả những tội ác chiến tranh do Mỹ và phương Tây gây ra trên khắp thế giới trong quá khứ, mà gần nhất là tại Iraq, Libya hay Nam Từ Cũ. Với những tội ác rất rõ ràng và chiều theo những tiêu chí của ICC, ít nhất thì chắc chắn là Tổng thống Mỹ George Bush và Thủ tướng Anh Tony Blair đã phải bị bắt và xét xử. Nhưng chớ trêu thay, ICC đã không dám động đến bất kỳ ai trong số những người đã vô cớ đem đến chết chóc tang thương cho nhân dân các nước. Thay vào đó, họ đã bắt giam thủ lĩnh của người Serb Slobodan Milosevic vì ông này đã dám đứng lên chiến đấu chống lại để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước mình. Và đây cũng là điều khiến dư luận phải đặt dấu hỏi về tính khách quan, công bằng và phi chính trị hóa của ICC. Thứ hai, về tính khả thi. Không khó để có thể hình dung ra được phản ứng của Nga trên vấn đề này, nhưng điều đó vẫn diễn ra. Lý giải duy nhất, logic, chỉ có thể là ICC và các nhà lãnh đạo phương Tây liên quan đã hoàn toàn mất trí. Thực tế là nước Nga tiếp theo tuyên bố khẳng định phán quyết của ICC là bất hợp pháp và vô giá trị, đã mở điều tra ngược đối với những công tố viên và thẩm phán của ICC về những sai phạm của họ trong vụ này. Đồng thời, đã nhanh chóng thể hiện sức mạnh không thể rõ ràng hơn thông qua phát biểu của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Không chỉ vậy, ông Medvedev còn nói thêm, nếu rơi vào tình huống như thế, nước Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện có sẵn. Ai cũng hiểu, đó là tên lửa hạt nhân để nhắm mục tiêu vào Quốc hội, văn phòng Thủ tướng Đức. Một khi điều trên trở thành hiện thực, có nghĩa là chiến tranh hạt nhân sẽ nổ ra với những hậu quả như thế nào thì ai cũng có thể hình dung ra được. Vì thế, tất cả những người yêu hòa bình và công lý trên toàn thế giới cần phải ngăn chặn bằng tất cả sức mạnh và khả năng của mình. Hy vọng là những cái đầu nóng ở phương Tây sẽ sớm tỉnh ngộ để tránh cho thế giới một cuộc chiến hạt nhân mà khả năng là sẽ chẳng còn gì.
và chẳng mấy ai sống sót sau đó. Chúng ta biết rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25 tháng 3 tuyên bố Moscow và Minsk đã đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus mà không vi phạm chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông nhấn mạnh rằng Nga không chuyển giao vũ khí hạt nhân của mình cho Belarus mà là làm những gì Mỹ đã thực hiện trong nhiều thập kỷ. Ngày 26 tháng 3, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU Joseph Borrell cho biết EU sẽ đưa ra các biện pháp hạn chế bổ sung nếu Belarus ủng hộ việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của mình. Theo nhà lãnh đạo Nga, thỏa thuận với Belarus được đưa ra sau khi Anh tuyên bố gửi đạn uranium nghèo cho Ukraine, vốn có liên quan đến công nghệ hạt nhân. Chủng loại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga và nơi chúng được cất giữ tại Belarus là chủ đề thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Theo giới phân tích, trong bối cảnh chúng ta đang nói về vũ khí hạt nhân chiến thuật, rõ ràng đây sẽ là các đầu đạn hạt nhân cho hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M, gần đây đã xuất hiện trong kho vũ khí của Belarus. Có tính đến dữ liệu từ các nguồn mở, tương đương lượng nổ của một đầu đạn hạt nhân như vậy có thể đạt tới 50 kiloton, gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng trong cuộc tấn công. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể nói về việc chuyển giao tên lửa hàng không được trang bị đầu đạn hạt nhân cho Belarus. Tuy nhiên, do Minsk không có máy bay ném bom cỡ lớn nên khả năng này tương đối là khó xảy ra. Dựa vào các nguồn thông tin từ Belarus, nhiều chuyên gia nhận định một nơi có thể cất giữ vũ khí hạt nhân chiến thuật, khả năng cao nó sẽ được đặt tại một căn cứ của trung đoàn tên lửa 369 trước đây. Cho đến gần đây, cơ sở hạ tầng này vẫn ở trong trạng thái không sử dụng được, nhưng một số công việc đã được triển khai trong năm qua. Đơn vị này nằm gần khu dân cư Cherezhanka, thuộc quận Zhytomyrskyi của vùng Gomel, cách biên giới Ukraine khoảng 60 km. Ngoài ra, báo chí biết rằng các tổ hợp Iskander-M phục vụ trong thành phần tác chiến của quân đội Belarus hiện đang nằm tại quận Osipovichi thuộc vùng Mogilev, không loại trừ khả năng kho vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ được đặt tại đây. Thông báo trên của Tổng thống Putin đang khiến sự chú ý tập trung vào kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga. Nhiều câu hỏi đặt ra như kho vũ khí hạt nhân của Nga lớn cỡ nào và hiện đang được ai kiểm soát? Vũ khí hạt nhân chiến thuật là các đầu đạn hạt nhân nhỏ và hệ thống phóng để sử dụng trên chiến trường hoặc trong một cuộc tấn công hạn chế. Chúng được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu trong một khu vực cụ thể mà không khiến bụi phóng xạ lan rộng. Nga, quốc gia kế thừa kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô, có kho dự trữ đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Moscow hiện sở hữu khoảng 5.977 đầu đạn như vậy tính đến năm 2022, so với con số là 5.428 của Washington. Ước tính có khoảng 1.500 đầu đạn đã nghỉ hưu, 2.889 đầu đạn dự trữ và 1.588 đầu đạn chiến lược được triển khai. Các nhà khoa học nguyên tử cho biết, Nga có 812 tên lửa đạn đạo được triển khai trên đất liền, 576 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và khoảng 200 tên lửa tại các căn cứ máy bay ném bom hạng nặng. Trong khi đó, Mỹ có 1.644 đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai, Trung Quốc có tổng cộng là 350 đầu đạn, Pháp là 290 và Anh là 225. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, thời chiến tranh lạnh, kho vũ khí của Liên Xô đạt đỉnh với khoảng 40.000 đầu đạn hạt nhân, trong khi đỉnh cao của Mỹ là khoảng 30.000 đầu đạn. Nga dường như cũng có khoảng 400 tên lửa đạn đạo liên lục địa được trang bị hạt nhân, mà các nhà khoa học nguyên tử ước tính có thể mang tới 1.185 đầu đạn. Moscow cũng vận hành 10 tàu ngầm hạt nhân trang bị vũ khí hạt nhân, có thể mang tối đa là 800 đầu đạn và có 60-70 máy bay ném bom hạt nhân. Trong báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân năm 2022, Mỹ cho biết Nga và Trung Quốc đang mở rộng và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân, trong khi Washington sẽ theo đuổi cách tiếp cận dựa trên kiểm soát vũ khí để ngăn chặn các cuộc chạy đua vũ trang tốn kém. Trong khi đó, Tổng thống Putin cho biết ông có thông tin Mỹ đang phát triển các loại vũ khí hạt nhân mới. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, chỉ có một số quốc gia thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Theo Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, Mỹ thử nghiệm lần cuối vào năm 1992, Trung Quốc và Pháp năm 1996, Ấn Độ và Pakistan năm 1998, Triều Tiên năm 2017 và Liên Xô thử nghiệm lần cuối vào năm 1990. Tổng thống Nga là người ra quyết định cuối cùng liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân, cả chiến lược và phi chiến lược, theo học thuyết hạt nhân của Nga. Cái gọi là vali hạt nhân hay là Cheket
được đặt theo núi Cherget ở dãy núi Caucasus, luôn theo sát Tổng thống Nga, dù nhà lãnh đạo này ở bất cứ nơi đâu. Theo Hiến pháp Nga, Tổng thống cũng là Tổng tư lệnh quân đội, nhưng trong trường hợp Tổng thống không thể thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, thì tất cả các nhiệm vụ của Tổng thống đều thuộc về Thủ tướng. Tuy nhiên, Thủ tướng Nga không được trang bị vali hạt nhân, thay vào đó là Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng sở hữu thiết bị này. Vì vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Nga hiện nay là ông Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng hiện là ông Valery Gerasimov được cho là cũng có những chiếc cặp tương tự. Về cơ bản, ba vali hạt nhân được kết nối với một mạng lưới chỉ huy dự phòng gọi là Caucasus, gồm cáp tín hiệu, thiết bị truyền radio và vệ tinh. Nếu Tổng thống Nga quyết định phát động một cuộc tấn công hạt nhân, mệnh lệnh sẽ đi từ vali hạt nhân đến thiết bị tiếp nhận gọi là Baksan, đặt tại sở chỉ huy của Tổng tham mưu trưởng. Lực lượng tên lửa, hải quân và không quân thông qua mạng lưới thông tin liên lạc được gọi là Katberg. Đoạn phim do kênh truyền hình Vesda của Nga chiếu vào năm 2018 lần đầu tiên tiết lộ các thành phần bên trong chiếc vali hạt nhân nổi tiếng và cả cách thức hoạt động của vận dụng quyền lực được mô tả là chiếc cặp có hàng loạt nút này. Trong phần gọi là lệnh, có hai nút là kích hoạt là màu trắng và nút hủy lệnh là màu đỏ. Theo Vesda, chiếc cặp được kích hoạt bằng thẻ ghi chú đặc biệt. Chiếc thẻ này sẽ chứa thông tin của cá nhân ra lệnh và sẽ được dùng như chìa khóa để thực hiện kích hoạt vali hạt nhân trước khi nó có thể được sử dụng để ra lệnh tấn công. Nếu Nga nghĩ rằng họ phải đối mặt với một cuộc tấn công hạt nhân chiến lược, Tổng thống thông qua những chiếc cặp sẽ gửi lệnh phóng trực tiếp tới Bộ Chỉ huy Tổng tham mưu và các đơn vị chỉ huy dự bị, những đơn vị nắm giữ mã hạt nhân. Những mệnh lệnh như vậy nhanh chóng được truyền xuống các hệ thống thông tin liên lạc khác nhau và đến các đơn vị lực lượng tên lửa chiến lược. Sau đó, vũ khí hạt nhân sẽ được kích hoạt nhắm vào mục tiêu. Để chuẩn bị cho cuộc tấn công như vậy, Tổng thống Nga có thể tham khảo ý kiến của các lãnh đạo cấp cao từ Hội đồng An ninh trước khi ra lệnh. Lúc đó, toàn bộ trạng thái hạt nhân của Nga sẽ thay đổi. Tàu ngầm sẽ ra khơi, lực lượng tên lửa sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao nhất và máy bay ném bom chiến lược sẽ xuất hiện tại các căn cứ và sẵn sàng cất cánh ngay lập tức. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.